Bắt đầu một ngày mới thật tươi đẹp tại thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp. Hai nhân vật bí ẩn trong hành trình lần này sẽ là ai đây? Thà đừng nói lên câu yêu em để rồi thấy cô đơn thêm. Ý, ekip kìa. Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn quay trở lại với chương trình Lữ Khách 24 giờ và tôi là Bảo Cun. Rất vui ngày hôm nay khi quay trở lại đây với Lữ Khách 24 giờ. Hiện tại thì Bảo Cun đang đứng tại thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp để bắt đầu tham gia chương trình ngày hôm nay. Ca sĩ Bảo Cun tên thật là Phạm Gia Bảo, sinh năm 1995. Bảo Cun là một nam ca sĩ triển vọng được nhiều khán giả biết đến. Chàng ca sĩ có ngoại hình ưa nhìn, vui tính mọi lúc mọi nơi, rất dễ tạo thiện cảm cho mọi người xung quanh. Nhưng mà hình như theo format là có người bạn đồng hành nữa mà Bảo Cun thấy là Bảo Cun chỉ mới nhận được có một lời đề nghị là gọi mình xuống thôi chứ không có biết là ai sẽ đi theo mình ngày hôm nay hết. Hay à, nhưng mà giữa trời nắng này thì không biết như thế nào đây. À, có anh đây. Có cái Chào mừng bạn đến với chương trình du lịch kỳ thú phiên bản Lữ Khách 24 giờ thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp đón chào bạn. Nhiệm vụ: hãy tìm bạn đồng hành trong chuyến đi 2 ngày 1 đêm. Đặc điểm nhận dạng: cô gái tóc ngang vai, đeo kính, mang giày thể thao trắng. Xung quanh này thì chỉ có một mình tôi là cô gái thôi mà. Quên, xung quanh này không có ai là con gái hết, chứ không phải là một mình tôi. Trời ơi, nắng quá tôi bị khùng rồi. Anh ơi, tôi biết xấu không anh? Anh xin lỗi. Em không phải, tại vì em còn có nóc chờ này mà em bây giờ mà không bán được là không về nhà được á. Anh mua giúp em đi năn nỉ anh luôn á. Thôi anh không mua. Trời còn có 5 tờ. Anh xin lỗi, tại anh đang tham gia chương trình á, anh đang tìm người á. Anh xin lỗi nha. Anh tìm gì? Em tìm tiếp cho anh mua giúp em 5 tờ giấy số rồi đi rồi em. Không đi, anh mua cái. Thôi được rồi. Ok. Mua 5 tờ giấy số đi rồi em chỉ cho. Đây thôi được rồi, đây anh mua 2 tờ thôi. Tại chương trình không cho anh nhiều tiền, anh có 2 tờ à. Ê, anh còn 100.000 thôi. Đứng lại. Ê, chưa gì kìa. Ê, đứng lại. Cái gì? Em là ai? Em đây. Ủa? Em đây. Cô gái. Trời ơi. Lấy 100.000 của anh đấy, trả không thôi. Không biết là để lừa anh là em phải đầu tư vào bộ tóc giả như thế này không? Tôi nghi ngay rồi. Giữa trưa nắng có một mẹ khùng nào bịt khẩu trang trắng mặc đồ giống như hốc hụi. Thua. Vậy là hôm nay em tham gia với anh đúng không? Dạ. Vậy đây. Nè, trả vé số này nè. Chơi gì chơi kỳ à. Xong chưa? Xong rồi, chào nha. Hello, xin chào mọi người, em tên là Emma Nhất Khanh và hôm nay em sẽ cùng đồng hành với anh Bảo trong chương trình Lữ Khách 24 giờ. Yeah. Emma Nhất Khanh tên thật là Trương Phạm Nhất Khanh, sinh năm 1995, từng là thành viên trong nhóm nhạc Lam, với ngoại hình nhỏ nhắn, xinh đẹp, năng động và rất trẻ trung và nhận được sự hâm mộ nhiệt tình từ phía công chúng. Là một nghệ sĩ đa năng với nhiều vai trò khác nhau như ca sĩ, VJ, diễn viên. Nếu mà hồi nãy giờ là anh chỉ mới nhận được có một tờ là đi tìm ấy thôi. Thế đây, hồi nãy chương trình cũng đưa em cho em thêm một tờ nữa. Ê, mở ra coi. Để em đọc nha. Thử thách đầu tiên của hai bạn là tìm gặp chú Hai Cao ở làng hoa Sa Đéc để tìm hiểu về nghề trồng hoa cây cảnh nổi tiếng ở Sa Đéc. Chú Hai Cao hả? Ở làng hoa Sa Đéc là mình phải đi... Đi tìm. Bây giờ mình sẽ đi hỏi xem. Đi hỏi người ta xem là làng hoa Sa Đéc ở đâu. Let's go! Chị ơi, chị cho em hỏi là... Chị biết vườn của ông Hai Cao ở đâu không chị? Ừ, vậy em cảm ơn à. Ha. Của chú. Ê, kìa. Trước mặt bọn mình. Trước mặt mình chưa đầy 10 căn. Mà tại sao đi hỏi? Của chú Hai Cao nè, nhà chú Hai Cao nè. Con chào mọi người à. Đâu chào mình. Đây chắc là chú Hai Cao đây. Hello chú, con chào chú ạ. Chào. Chú có phải là chú Hai Cao không ạ? Vâng ạ, chú là chú Hai Cao, cao con hai đây. Hello chú, con tên là Emma. Con tên là Bảo, dạ, đến từ chương trình Lữ Khách 24 giờ. Thì hôm nay tụi con có một nhiệm vụ là phải đến đây mà tìm chú. Dạ, tìm được chú để học thêm về biết hoa. Thêm một vài cái thông tin về hoa. Dạ, nhờ chú chỉ dạy thêm cho tụi con.
cái đây là nơi này là nơi trưng bày hoa, còn cái nơi sản xuất cà chú ở ngoài sau là nơi sản xuất nguyên cánh đồng ấy, cánh đồng hoa để sản xuất. Ví dụ như khách muốn mua thứ gì thì đây cũng có, thì các bạn đã thấy đó là rất nhiều mặt hàng. Đây là cái đây là chú dẫn cho tụi con đi tham quan một vòng xem. Đi đây hà, đi ở đây mình có bao nhiêu loại chú? Chắc mình đếm không hết, đếm kiểm không hết đâu, bởi vì hoa nó khoảng cỡ hơn 2.000 chủng loại. Trời đó, không thế nào mình biết hết được. Là cái cây này cây cỏ may mắn thôi. Dạ, may mắn đây tất nhiên là cây này cây thiệt hoàn toàn hết. Ê, dễ thương quá à. Đây là cây dễ thương quá. Dễ thương nó mất rất ngọt. Cái này là con heo, con thích con heo. Tại vì giống mấy cái này con. Mấy cái này trung bình mình bán thì là khoảng rơi vào khoảng tiền theo cây cây không nhiều, nhưng mà cái này nó mới nhiều tiền hơn. Dạ. Thấy nè, hương là cái này nè con. À, ê xinh quá hả? Rất là nó thơm. À đúng rồi. Ui thơm quá nè. Thơm thiệt, thơm mùi dầu xả nè. Ôi chú ơi, cái này nhìn như cái nắp cái kèn vậy hả? Cái nắp ấm để dụ thiên địch vô trong này nó sẽ như chết. Nhưng mà hình như là buổi tối thôi đúng không chú? Không, không ngày nào nguyên thiên địch vô đó là thiên địch là sao ạ? Là con vui con áo gì đó, nó đóng lại. Nó chui vô, nó không đóng nhưng mà tự nó có chất này ra lại nó sẽ để nuôi. Nó sẽ dụ, nó tiết ra một cái chất để dụ cho con mò bay ra đây, xong rồi nó sẽ kiểu rút hết tất cả những chất dinh dưỡng của con đó. Con mồi nó chết tại chỗ. Đúng rồi. Cây này đẹp quá nè. Cây này tên gì vậy chú? Cây này là cây tuyết tùng. Còn cây đơn đó là cây sơn tùng. Cây sơn tùng đâu, đâu cho con coi cây sơn tùng đi. Hãy trao cho anh. Hãy trao cho anh. Các bạn nhớ kỹ nha, cây này là cây sơn tùng nha các bạn. Quá đẹp luôn. Cho con coi cái vườn đi chú. Thì giờ con sẽ đi. Dạ. Đây là cánh đồng. Cánh đồng nguyên cánh đồng hoa. Wow. Cái khu này tới 60 công lận. Trời. 6 hecta nghe em à. Sáu hecta đất. Ngày nào chú cũng đi vòng vòng thăm thú. Vòng chứ có cái là chú cái này thì giờ thì chú có thể là tứ tự động mà đứng đây bấm là mốt lên được. Hay dở đó. Hay gì ta? Đây nè. Nó có mấy cái cây tưới này đúng không? Cái này là chú tự chế luôn hả chú? Cái này tự chế. Ủa chú, mấy cái cây này là cây gì vậy ạ? Cái mẫu đơn như đấy. Mẫu đơn này là hàng chuẩn bị hàng Tết. À dạ vâng. Ôi lãng mạn kìa em ơi, lãng mạn kìa em ơi. Ôi trời, hoa lãng mạn quá em ơi. Ê. Ghê lắm luôn á trời. Trời. Ồ, mát quá nè. Wow. Ồ, cảm ơn anh. Thì báo mấy đứa đây là một sinh viên của trường đại học 55 xuống trải nghiệm 60 ngày tại nơi đây. 60 ngày? Ờ, 60 ngày thứ mấy rồi anh? Hôm nay là ngày thứ mấy anh? Tính đến hôm nay nữa đó là tuần thứ 6. Thì mới tháng rưỡi. Thôi giờ bắt đầu mình làm thì đã chuẩn bị các cái vật liệu để chuẩn bị trồng một cái giỏ hoa. Cây này thì nó không có hoa nhưng mà dễ trồng, mà dễ săn sóc, mà dễ để chưng. Trước khi làm này thì mấy đứa xuống ngồi thấy coi chú làm những thao tác như thế nào. Rồi sau đây mấy đứa nó làm. Làm xong rồi ai là được thắng được nhiều nhất, đẹp nhất thì chú hai sẽ tặng cho một cái cũng một giỏ hoa khác. Đây về để trưng trên ghế bàn hay gì đó là cũng một cái kỷ niệm. Cây đó là cũng rất tốt. Cảm ơn chú. Xin mời. Tính ra là em chưa bao giờ thử sức mình trong việc trồng hoa, cho nên là hôm nay em nghĩ là em sẽ không để cho anh thắng em một cách dễ dàng đâu nha. Bà cái này dễ. Năm ca sĩ bà cua. Mà ngày hôm nay được ngồi với thầy hiệu trưởng luôn nè, thấy không? Thấy thầy hiệu trưởng nè. Chú ơi, cây này là cây gì chú? Cây này là kêu cây lan vạn phát hoặc là cây dứa sọc. Cây dứa sọc. Mà cây nó đẹp lắm. Nói thầy thì chưa thấy chú làm không? Ủa sao chú làm lẹ vậy? Tụi con mới nói chuyện hết câu mà chú xong một cây rồi. Đâu có gì đâu. Từ từ. Chú làm lại cho con coi. Cái này làm lại nè, bắt đầu làm nè nha. Bỏ đất vô nè. Đừng có đầy quá nha. Giờ mới lấy một cái cây này dép sâu sâu xuống. Chưa? Giờ mới lấy đây này lấp qua lên. Lấp lên. Chú làm điêu luyện ghê. Chưa? Dạ rồi, ok. Cái này tưởng cái này ghê như vậy mà. Được cái làm thì nó không phải là đòi hỏi nha, nhưng mà đòi hỏi cây phải đứng hay không đứng nha. Đứng cây nằm thì kia là không đạt được, thành ra trừ điểm. À, con có kinh nghiệm rồi. Bia, trong vòng bao nhiêu giây chú? Không, bây giờ mình làm số lượng đứa làm 25 cái đi. 25 cái, nghe là muốn sải tay rồi. Thôi vậy con phải tháo ghế rồi.
Thôi làm. Để làm vô đây. Ok, đầu tiên là bỏ vào đây. Nè, hãy coi Bảo Cun. Bảo Cun trồng cây. Đây là lần đầu tiên con trồng luôn á chú. Chết rồi, chết rồi, chết rồi. Thôi, 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 thôi. Bình tĩnh mà, bình tĩnh. Đây là lần đầu tiên Bảo Cun trồng cây. Và Bảo Cun thấy wow, đúng thiệt nó là cái cây. Mình trồng nó đúng là đúng trồng cây luôn á. Nó không khác gì hết á. Wow, đây là đất nè. Chậu thứ hai. Rơm hả chú? Trong này là rơm. Gồm có phân rơm. Phân rơm. Chuyện quá dễ dàng. Nhưng mà tại sao thấy đất nó ngập luôn cây rồi? Đây, cái này anh sẽ đặt. Chưa đạt. Đây đây, chỉ cho giờ đây làm việc khác đi chứ gì chưa? Nó phải đầy đất. Trời ơi, em mới làm mới có mấy cây thôi mà em đã thấy kiểu cũng hơi mỏi mỏi tay rồi đó. Ví dụ mai mốt mà con thất nghiệp, con xuống đây con xin chú một chân trồng cây được không? Được. Uầy, ba mẹ em mà xem được em tham gia chương trình thì ba mẹ em sẽ rất là vui và sẽ rất là tự hào về em. Trời ơi. Có rất là rộng ra phải không? Nhưng mà dở con cái chưa có mồ hôi. Phải có mồ hôi thì cha mẹ mới thương dữ hơn. Ôi, nắng quá. Ôi, đổ mồ hôi rồi. Ôi, mệt quá. Mệt quá. Mệt quá. Không biết có anh nào hỏi thăm mình không? Không biết mình cực như vậy, chương trình có cho mình ăn ngon không anh Bảo ha? Không có đâu em. Xíu nữa em chỉ được phát, anh có kinh nghiệm đi chương trình rồi á. Anh cũng biết, xíu nữa em sẽ được phát một ít tiền thôi. Sau đó là em phải đi kiếm nhà dân đó. Em kiếm nhà đó cho nên là bây giờ em phải tìm đồng minh ngay đi. Con dặn chú nha chú, tối mà con quay lại chú nhớ mặc áo vàng nha chú, Bảo Cun nha chú. Tại con sợ tối con không xin được ai ở nhờ. Thôi chết tôi rồi, thôi chết tôi rồi. Let me. Con hận gãy cái thằng hận gãy cái đây cái. Là vườn của em Hai và Bảo Cun ngày hôm nay đã kết thúc rồi. Rất cảm ơn chú Hai Cao đã giúp đỡ bọn con, để cho bọn con có thêm kinh nghiệm. Cảm ơn chú rất là nhiều ạ. Thôi nhân dịp hôm nay mấy đứa đến đây để trải nghiệm một cái thử thách trồng hoa cho biết cực khổ của người dân như thế nào. Thì sau khi đó thì chú sẽ tặng cho một đứa một cái cây hoa để làm kỷ niệm. Về nhà để trưng trong phòng ở đây nè. Cảm ơn chú. Rồi, cảm ơn chú Hai rất là nhiều. Cây này là cây cao tiểu trăm. Cao tiểu trăm. Tên nghe đã quá. Quý vị, đây là cây cao tiểu trăm. Nếu mà sử dụng cho ai mà bị cao máu thì nên để vô đây để cho nó bớt máu cao lại. Đúng không? Cảm ơn chú Hai rất là nhiều. Hôm nay chú Hai rất là nhiệt tình với tụi con và kiểu giúp cho tụi con biết được nhiều thứ thì nói rất là cảm ơn chú rất là nhiều. Thôi cảm ơn Hai. Dạ. Được thành công nha. Con cảm ơn chú rất nhiều. Con cảm ơn chú rất là nhiều. Dạ thì nhờ vào chương trình thì em mới biết được là trồng hoa rất khó khăn như vậy. Đó giờ mình cũng chưa bao giờ được có được trải nghiệm rất là quý giá này. Cho nên là hôm nay cảm thấy rất là sướng và cảm thấy rất là đã. Tại vì mình đã được có một trải nghiệm vô cùng mới. Yeah. Do là mình ở thành phố từ nhỏ cho nên là mình không có quen với lại cái bông hoa nhiều. Và nhà thì cũng trồng rất là ít hoa cho nên là rất là ít biết các loại hoa. Nhưng mà xuống ngày hôm nay thì gặp chú và cũng cảm ơn chú rất nhiều vì chú đã cho mình biết thêm nhiều cái tên mới và cái cách để mà mình trồng được một cái cây hoa bón phân như thế nào. Thì cảm ơn chương trình và cảm ơn chú Hai Cao. Em cảm ơn. Dạ. Ok, nhiệm vụ tiếp theo. Đọc. Thử thách tiếp theo dành cho hai bạn là phải vượt qua những trò chơi liên hoàn ở khu du lịch Hùng Thi tại làng Hoa Sa Đéc. Các bạn hãy gặp chị Hằng để được hướng dẫn chi tiết. Người chiến thắng sẽ được thưởng thức một món ăn đặc sản ở đây. Trời ơi, trời ơi, chết rồi. Giờ
giữa một không khí chưa nắng như thế này thì điều mà chúng tôi cần nhất vẫn là đồ ăn thôi. Khoan đã anh ơi, cho những trò chơi liên hoàn ở khu du lịch Hùng Thi. Ủa, mình vô khu du lịch mình trồng cây trồng hoa, em nghĩ vào đó mình chơi những trò chơi đồng quê đúng không? Maybe mình sẽ chơi, mình sẽ được chèo ghe đồ này kia đúng không? Đúng rồi, ok đúng rồi, cái đó anh chàng thích nó, đi lẹ đi. Vừa rồi em đây, thấy chị Hằng, kìa. Chị Hằng đây rồi. Đây chị, bây giờ. Đây mình nhắc các bạn tham quan khuôn viên, rộng cái khuôn viên bên đây. Cái khuôn viên của mình tầm khoảng 12 công đó. Mình bố trí mấy cái tiểu cảnh mini cho mấy chị, cho mấy bạn check in chụp hình đó. Các bạn có thể chụp hình cho mình trong cái khuôn viên này từ khoảng 4-5 tấm. Là thử thách đó hả? Đúng rồi, mình tham khảo thử những cảnh hình này mình check in mình thấy nó đẹp ha. Dạ rồi, thử thách đầu tiên là chụp hình, selfie. Ê, mà em với anh chụp ở cổng tình yêu hơi sai không anh? Sai đó, nhưng mà thôi kệ. Ok đi. Cẩn thận nha. Nè, em chưa chỉnh sáng nha. Hai. Tấm này sáng nè ba. Tấm này giống đúng không? Dạ giống. Qua thử thách thứ hai. Ok, qua thử thách thứ hai. Thì giờ ở đây các bạn sẽ nhận đồ luôn. Em sợ quá mọi người ơi. Giờ chơi nhân gian giống như bên đó vậy. Anh bảo anh có thể chơi giúp em mấy cái trò mà giật đó không? Em chơi em sợ quá. Anh sẽ giật cái dây. Không, em không giật. Thì em ra giữa em đứng không, anh giật dây. Anh sẽ đảm nhiệm vai trò giật dây. Em thề là em sợ mấy cái trò giật sâu ở dưới nước lắm luôn á. Hiện tại thì tâm trạng của Bokun đang cảm thấy rất là háo hức, hứng khởi. Bởi vì Bokun giống như là cá mà lâu ngày chưa được xuống nước á. Bây giờ chuẩn bị được xuống nước rồi nên vui á. Không biết là trò chơi nào sẽ là trò chơi mà khiến cho mình gặp khó khăn đây. Bởi vì trước mắt tất cả những trò chơi này mình đều thích và mình không sợ trò chơi nào hết. Nhưng mà Emma thì sao thì mình cũng không biết. Em rất là sợ nước. Em không biết là em sẽ phải chơi trò chơi mà phải té xuống dưới nước như vậy. Em đang khá là sợ và chưa sẵn sàng để chơi lắm. Mình nghĩ là mình sẽ chiến thắng. Nhưng mà có cảm giác như là đi chơi trò chơi nhân gian mà giống như là đi chơi boxing vậy đó, đeo tùm lum thế này thì nó hơi khó hiểu cho lắm nha. Nhưng mà dù gì thì đây cũng là những cái đồ mà bảo hộ thiệt là chắc chắn để mà khi mà rơi xuống nước thì mình không có bị cá nó cắn. Vui vậy thôi, để không có bị tai nạn á. Bạn liệu bạn sẽ vượt qua thử thách thì bao nhiêu phần trăm? Em nói thẳng là chắc là 0%. Em sợ quá. Em rất là sợ nước luôn, tại vì em không biết bơi. Mà đó mà em còn phải kiểu đối với những trò chơi này thì bọn con chỉ sợ nhất quên mình nói mình không sợ. Nhưng mà mình hơi nói chung là cũng có hơi sợ. Đó là trò đi cầu khỉ mà đi bằng xe. Tại vì trước giờ là chưa có qua được lần nào hết. Yeah!
té. Em đã chinh phục được cảm giác sợ hãi rồi. Yeah, mình là chúa tể của muôn loài. Chết tôi rồi. Cái nào ông nội đó mọi người. Đi vô xuống xuống. Đi 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 nè nè đi đi. Đi anh giữ dây rồi đi đi đi. Anh giữ dây rồi. Anh giữ rồi, anh giữ chắc luôn rồi. Đi xuống. Cái tay nắm cái dây theo anh theo bỏ đi ra. Xuống. Xuống. Cố lên, cố lên, cố lên. Không được. Không được đâu. Ê, vậy em qua, anh dắt em qua ha. Nè. Nè. Anh qua, anh đón em qua ha. Hey, Sài Gòn ơi, sắc son đã bao khơi thủ ai á. Bình tĩnh. Đúng rồi. Thở đều. 2, 3. 3, 2, 3, 4, 5, 6. Giờ có một cách nè. Em ngồi xịt qua đi. Sao? Anh ngồi xuống, xong em đạp đầu anh đứng lên. Thật không ạ? Thiệt. Rồi. Đi ra đi, để em phi hùng phát mồm đi, để cho mọi người đợi. Đó giờ sao hay, ủa sao kỳ vậy, ủa sao tự nhiên tôi xuống nên là quá được kỳ vậy. Rồi 2, 3 nè, đi nè, 2, 3. Ôi. Ôi. Không biết kìa. Thôi anh đi thử thôi. Để tôi nói cho mà nghe, không muốn một sự nghe thì có người yêu chớ mà khoe. Yêu đương chi đồi thang mà còn lấy lăng đúng người nghe thì nhớ yêu nhanh như tờ giấy sớm gì đó sáng cô chiều xe. Bạn với cha bè chỉ cần tìm cái con sư mộng thì bạn bị sức như cầm tôi xấu rồi sẽ mình như tổng đài. Ok. Chương trình này quá đáng sợ luôn ấy. Đâu, đi thủng đi, thủng thủng thủng. Để ghê không? Ê, từ từ anh ơi. Ê, 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 Spider-Man biến hình. Woo. Chấp luôn. Kiểu này em dính tới sáng. Bình tĩnh đứng thẳng lên. Đúng rồi, good. Rồi, tiếp. Good. Đúng rồi, giỏi. Rồi, đúng rồi, giỏi lắm. Tiếp đi. Cái
Đúng rồi, bỏ cái tay ra. Đúng rồi đó. Ok. Rồi, đứng thẳng lên. Được, được. Đúng rồi, ok, giỏi. Từ từ nha. Từ từ nha, anh đẩy nhịp cầu anh. Đó, nắm lên, đúng rồi. Giữ cho nó cố định, đừng để nó đưa qua đưa lại. Ok, rồi, được rồi đó. Rồi. Sướng không? Cảm vui không? Của hai bạn sau khi trải qua các thử thách như thế nào? Cảm thấy rất là vui và cảm thấy rất là sướng. Tại vì kiểu chiến thắng được sự sợ hãi á mọi người. Yeah. Thi xong tóc tai hơi ghê một chút. Mới đầu thì hơi lo cho Emma nhưng mà tại vì mình cũng bà cũng biết tính của Emma cũng hơi sợ nước với lại hơi sợ cao á. Nhưng mà không sao. Cuối cùng thì anh em cũng hoàn thành xong. Lý do sao Emma lại sợ trò chơi lúc ban đầu mình chưa thực hiện? Em nhìn mặt nước là Emma cảm thấy rất là sợ rồi. Mặc dù mọi người bảo là không sao đâu Emma ơi, đó chỉ có 1m4, 1m5 thôi, nhưng mà em vẫn sợ. Tại vì về cơ bản là em rất là sợ nước. Em nhìn nước là em thấy sợ rồi mọi người. Cho nên là hôm nay em chơi được những trò chơi này là em thề với mọi người là em là quá gan dạ luôn á. Yeah. Và hôm nay chúng tôi đã chiến thắng sự sợ hãi. Yeah, chiến thắng sự sợ hãi. Được khách 24 giờ. Tưng. Ping ping ping. Vô. Mời em ngồi. Không cảm ơn gì luôn á. Cảm ơn anh. Cảm ơn em. Anh Bảo, chắc là anh cũng sẽ chia sẻ với em mà đúng không ạ? Đương nhiên rồi. Anh là lúc nào anh cũng thương em hết. Cho nên là ở trên bàn á, có bao nhiêu thì anh sẽ chia cho em. Trên bàn có 3 dĩa, anh chia cho em 1 dĩa. Đó, đây, dĩa này. Quá ngon luôn, nè. Em cảm ơn anh Bảo. Ngon quá hả? À, hai món đặc sản này là hai món đặc sản bên mình. Cá tạch chiên giòn và chuột nướng. Cái gì? Ủa, chuột hả? Em tưởng chim cút, chim bơ. Em tưởng chim cút hay nói các kiểu. Hai món này là dành cho bạn chiến thắng. Mà chắc hơn, em cảm ơn chị. Hai món bên đây dành cho gì bạn gì? Vậy là ai cũng được ăn rồi. Dạ, em cảm ơn chị. Chị. Ai cho cái này của anh mà. Em xin miếng đi. Cái này gọi là rất thính rồi hả? Rất thính. Anh có giống như trên mạng như vậy nè. Ngon. Ngon. Đây là thịt chuột nè. Mới đầu nhìn là tưởng là chim cút. Dạ. Ngờ cả đây là chuột đồng. Chuột đồng thì nó rất là sạch. Thì ăn lúa, ăn gạo. Đó. Đây là lần chứ không có như chuột cống, chuột cống. Mấy cái đó nó hơi ấy đúng không? Đây là lần đầu tiên em ăn thịt chuột á. Dạ. Mà chuột này nó rất là ngon, thơm. Sau khi chơi trò chơi xong thì cảm giác như thế nào? Thì chơi rồi chơi xong thì cảm thấy mọi thứ nó rất là mệt, xong mà được ăn ngon nữa thì cảm thấy rất là sướng. Nhưng vì là ngày hôm nay là em cảm thấy khá là trọn vẹn. Nhưng mà bọn mình còn chưa kết thúc đâu, bọn mình vẫn còn một cái nhiệm vụ, phải gọi là nhiệm vụ chùm cuối vào tối nay này. Đúng. Em lo quá anh Bảo ơi. Ăn đi, thấy gì lo thì ăn đi. Các em cứ ăn đi. Ăn rồi, xong mới làm nhiệm vụ tiếp đúng không? Đúng. Ăn để còn sức. Chứ nữa tìm nhà. Và bây giờ chúng ta đã đến với chuyên mục căng nhất của ngày hôm nay, đó chính là đi xin ngủ nhờ nhà người dân ở đây ạ. Liệu thử thách đặc biệt tiếp theo có làm khó được hai bạn trẻ của chúng ta? Tất cả sẽ được trả lời trong tập tiếp theo của Lữ khách 24 giờ.